có người yêu rất đẹp ở xóm đào. Những buổi tan trường thường hay tìm nhau say mơ ngày sau. Nhặt cành hoa trắng thiết tha tôi cài lên trên áo lụa xanh cỏ lá. Xoay xưa trao nhau kỷ niệm cuộc dây ban đầu. Tình ta sẽ dài lâu như hoa trắng không phai màu. Một hôm tôi đến tìm em để từ. Kính chào các bạn. Đạc Audio Hà Nội hôm nay bên em vừa cập bến được mấy cặp loa BVKF. BVKF là một trong những cái thương hiệu âm thanh hàng đầu của thế giới. Bên em về được mấy model rất hay và rất là đẹp. Xin giới thiệu cùng anh em. Đầu tiên là cặp BVKF DM603 vỏ màu đen. 603 vỏ màu đen, màng kép la, kép gôn vàng, có lỗ thông hơi ở phía trước. Tiếp theo ở bên phải chúng ta là cặp đen với kép DM603 S2. Cặp S2 này sử dụng vỏ màu hơi gỗ, loa chung cũng màng kép la nhưng mũi nhọn, đó là đời S2. Tiếp theo là một cặp BMW kép cực hiếm, một cặp BMW kép rất là gấu, hàng cổ của BMW kép. Đó là cặp BMW kép DM3000. Cặp này rất là gấu và hiếm gặp trên thị trường. Thiết kế rất là đẹp. Để xem. Rất là đẹp. Cặp này cái phân tần của nó ở dưới đáy loa. Phân tần của nó thì to đúng bằng cái mặt này luôn. Đó là quan tâm phân tần thì cực khủng luôn. Em sẽ có ảnh gửi Zalo cho các bạn. Phân tần to đúng bằng cái mặt này luôn ạ. Mặt trên của nó là bằng kính, kính màu đen. Và cặp BMW kép rất là đẹp. Càng tuyển chọn bên em. Trên đây em cũng còn hai cặp BMW kép nữa. Hàng Tết về rất là nhiều. Em sẽ quay hết cho các bạn xem. DM320 và cặp BMW kép DM620. Dưới đây là cặp JBL Telex 180, cặp Chemnitz của anh. Đây là cặp Ruger của anh, cặp Ruger giá rất tốt ạ, 6,5 triệu. Đây cặp Samo Connect 5 của Đan Mạch. Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta. Ba cặp BMW kép này của anh thì cho cái chất âm mềm ngọt, tiếng rất là ấm áp, dịu ngọt, nghe lâu không mệt tai, chép nó rất là mềm, rất là mềm, bass sâu. Ba cặp BMW kép rất là đẹp luôn, hàng đẹp xuất sắc nhé, nguyên zin, ba nguyên zin và đẹp xuất sắc. Gần gì đây một chưa lâu.
Vân mềm nhũn luôn các bác nhé. Vân cao su béo mềm nhũn luôn. Em xin được báo giá cặp BMW DM 603 màu đen 13.500.000, BMW DM 603 S2 màu vân gỗ giá 15.500.000. Tiếp theo là cặp BMW DM 2000 giá là 17.000.000, rất là đẹp. Bạn nào có nhu cầu xin mời liên hệ Đạt Audio Hà Nội theo số máy 0983586968. Bên em nhận ship hàng toàn quốc, giá báo sản phẩm chưa bao gồm phí ship các bác nhé. Hàng rất là đẹp luôn, hàng tuyển chọn, hàng Tết vừa về. Bên này em có một cặp rất là khổ, em đã có clip chi tiết rồi. Cặp này là cặp Infinity CS3007. Rất là đẹp luôn, cấu hình 2/20, một chung một chéo em ít. Cặp EMP này rất là gấu, bác nào ở hạng nặng thì chơi cặp này thì rất là uy lực, bác như bom luôn. Chép con này thì hết ý ạ, chép em ít thì khủng khiếp luôn. Cặp loa nào thì xin mời liên hệ với em Đạt Audio Hà Nội 0983586968. Bên em sẽ hàng toàn quốc. Cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác ở video clip ngày hôm sau.